Mua Phật đậu tràng. Suy nghĩ mời một vị thỉnh pháp sư đi. Thỉnh pháp sư thì khi pháp thanh mời cô Diệu Đạt, rồi cô Diệu Đạt cũng không cầm mai được. Mời Châu Nguyễn được không ạ? Rồi mời cô Từ Mẫn thỉnh pháp sư nha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con thấy cũng hơi trễ giờ. Dạ, con kính sư Pháp Thanh ngài quan hỷ sám hối cho chúng con, xin sám hối tại vì con hơi trễ. Dạ, sau đây con xin đọc bài thỉnh pháp sư. Nam mô ta sa phagawato arahato samma sambun ta sa. Nam mô ta sa phagawato arahato samma sambun ta sa. Nam mô ta sa phà ra quá tô a ra tô sam ma sam bụt tha sa. Ramma cha lô ca thi ba ti sa hầm ba ti ca anh cha đi anh thì quả răng á hoa cha tha sẵn tỳ tha sẵn ta bà ra giáp kha già tí ga dễ xế tu thâm măng à nụ cầm bi măng ba chăng sạch thầm ma bê rìm quỳ na chăng cha cả dân sục tinh cha băng thâm à bi thâm ma cha à cô ta dặn tô cha tu sắc cha đẳng đẳng bà phô bà ni về bà đi xa gia mách y chê. Phạm thiên vẫn ngậm ngùi hoàng Phật nhậm lời nhưng chẳng dị hơi quyết lòng mở đạo dài đời nhắm vườn pháp đồ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưới khắp thế gian bởi nhân cớ tích rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, ra một lần nữa đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh và dạ, còn kính đảnh lễ mời thượng tọa đăng đàn cho chúng con một bài pháp đêm nay. Dạ, dạ con xin tri ân sư, con xin xuống mình.
Alo, sa thú cô Từ Mẫn. À, kính mời tỳ kheo Pháp Thanh Cầm Mai ạ. À. À, cô Từ Mẫn đã thỉnh Pháp Sư xong rồi, kính thỉnh Sư ạ, à, mô Phật. Dạ, thưa tỳ kheo Pháp Thanh, tỳ kheo có nghe không? À, cô Từ Mẫn thỉnh Pháp Sư xong rồi. Bây giờ mời sư nha, thỉnh sư cầm mai ạ. À. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thâm Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Dạ, không biết là âm thanh quý vị có nghe rõ không ạ? À? Thì nãy giờ thì cái đường truyền nó hơi trục trặc. À, dạ, cảm ơn và dạ, xin quý vị cũng hoan hỷ, tại nãy giờ nó bị trục trặc. Dạ, bây giờ chúng ta xin bắt đầu bài học câu 63. Sư xin đọc cái phần chánh kinh rồi xong sẽ giảng. Quê Naga một tôn đang đi đến một làng bà tôn Cô Xá Lá tên là Quê Na Gá Bú Rá. Các gia chủ bà La Môn ở Quê Na Gá Bú Rá được nghe Sa Môn Gotama dòng họ Thích Ca xuất gia từ dòng họ Thích Ca đi đến Quê Na Gá Bú Rá, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi Thế Tôn Gotama. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác, trí đức, hạnh đầy đủ, thiện thệ, hiểu biết thế gian, bậc vô thượng, bậc đánh xe điều ngự, những ai đáng được điều ngự, bậc thầy của chư thiên và loài người, Phật Thế Tôn. Ngài với thắng trí, tự thân chứng ngộ và tuyên bố về thế giới này, cùng thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn và la môn, các loài trời, Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn và giới thiệu đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch, tốt đẹp. Tốt đẹp thay được chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy. Rồi các bà la môn gia chủ Quê Na Gá Bú Rá đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, Bà La Môn gia chủ ở Quê Na Gá Bú Rá đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, có người đảnh lễ Sa Môn Gotama rồi ngồi xuống một bên. Có người nói lên với Sa Môn Gotama những lời chào đón, hỏi thăm rồi ngồi xuống một bên. Có người chắp tay vái chào Sa Môn Gotama rồi ngồi xuống một bên. Có người xưng tên và dòng họ rồi ngồi xuống một bên. Có người im lặng ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Quách Chát Cố Tá, người xứ Quê Na Gá Bú Rá, bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật thi hữu thay tôn giả Gotama, các căn của tôn giả Gotama thật là trong sáng, màu da thật là thanh tịnh chói sáng. Ví như thưa tôn giả Gotama, trái táo vàng và mùa thu được thanh tịnh chói sáng cũng vậy. Các căn của tôn giả Gotama thật là trong sáng, màu da thật thanh tịnh, chói sáng. Ví như tôn giả Gotama, trái cây ta la đã chín, vừa mới rời khỏi cành, thanh tịnh, chói sáng cũng vậy. Các căn của tôn giả Gotama thật là trong sáng, màu da thật thanh tịnh, chói sáng.
Ví như thưa tôn giả Gotama, một đồ trang sức bằng vàng đỏ được người thợ vàng thị xảo khéo luyện trong lò, khéo đặt và đặt trên tấm vải vàng, được chiếu sáng, chói sáng, rực sáng. Cũng vậy, các căn của tôn giả Gotama thật là trong sáng, màu da thật là thanh tịnh chói sáng. Thưa tôn giả Gotama, còn các giường cao và lớn như ghế bằng, ghế dài, nệm trải giường bằng lông cừu, giải trải giường nhiều tấm, nhiều màu, chăn len trắng, chăn len thêu bông, nệm thêu hình các con thú, mền bằng lông thú cả hai phía, mền bằng lông thú một phía, mền có đính ngọc, mền bằng lụa, tấm thảm lớn có thể chứa 6 người múa, nệm voi, nệm ngựa, nệm xe, nệm bằng da sơn dương khâu lại với nhau, nệm bằng da con sơn dương gọi là Kadali. Tấm thảm có lầu che phía trên, ghế dài có hai đầu gối chân màu đỏ. Các loại giường cao và giường lớn như vậy chắc tôn giả Gotama có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. 4. Này Bà La Môn, các giường cao và lớn ấy như ghế bành, ghế có hai đầu gối chân màu đỏ, thật rất khó được các vật ấy, và nếu có được cũng không thích hợp với những người xuất gia. Này Bà La Môn, có 3 loại giường cao và giường lớn này, ta được chúng không khó khăn, được chúng không mệt nhọc, được chúng không phí sức. Thế nào là 3? Giường cao, giường lớn chư thiên, giường cao, giường lớn phạm thiên, giường cao, giường lớn bậc thánh. 3 giường cao, giường lớn này, Bà La Môn, ta được không khó khăn, được chúng không mệt nhọc, được chúng không phí sức. Thì ở đây là cái đoạn đối thoại giữa vị Bà La Môn ở Venagá. Thì các vị Bà La Môn đến đánh lại, rồi họ nói lên, họ hỏi rằng Đức Thế Tôn có thể đạt được những cái chăn ghế mền, những cái loại cao quý, nhưng mà Đức Phật đã nói rằng nếu mà những cái loại mà ghế đó, những cái loại mền giường thảm như vậy đó, nó không hợp với những cái người xuất gia tu hành, nhưng mà có những cái loại giường mà Đức Phật có thể đạt được mà không giường lớn, lớn của Phạm Thiên, giường lớn của Bậc Thánh. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khi mà tu tập đạt được những cái tầng thiền, thì cái sự an lạc và của các vị hành giả ở trong các cái tầng thiền đó, nó còn cảm thấy an hạnh phúc hơn là đối với những cái giường, những cái ghế trần kỵ, những cái chăn, những cái nệm, những cái mền, những cái tấm thảm. Thì đối với những vị hành giả, ví dụ như khi mà tu tập thiền định, thì nó sơ thiền, thì nó có tăng chi là tầm tứ hỷ lạc và định. Khi mà một vị hành giả đạt đến cái trạng thái hỷ lạc của sơ thiền, nó cũng rất là an lạc. Rồi nếu mà cái chi thiền hỷ lạc của nhị thiền á, thì nó còn an lạc cao hơn. Rồi đến tam thiền đó, cái còn cái lạc, thì cái trạng thái của tam thiền á, nó còn cao hơn cái trạng thái của nhị thiền. Rồi đến tứ thiền á, thì cái trạng thái lạc cũng bỏ đi, chỉ còn hai chi xả và định. Đó, thì những cái trạng thái an lạc của sơ, nhị, tam, tứ thiền nó còn an lạc hạnh phúc hơn là ở trên những cái giường
cái chăn, cái nệm mà êm ái. Tại vì cái sự êm ái của cái vật chất ấy, nó chỉ tạm thời, mà một khi cái hành giả an trú trong cái chi thiền ấy, thì có thể nó kéo dài. Ví dụ như quý vị thấy rằng những vị mà tu tập nhập thiền diệt, diệt thọ tưởng định, chỉ còn định trong một cái trạng thái an lạc cao tột, thì cái trạng thái an lạc đó nó có thể kéo dài cả suốt cả 7 ngày. Hoặc là cái vị đó đó có cái lời nguyện, ví dụ cái vị này muốn nhập nhập vào cái trạng thái định sâu của thiền, một ngày, hai ngày, ba ngày gì đó theo cái nguyện lực, thì cái trạng thái an lạc của các cái chi thiền đó, nó cao quý hơn là cái trạng thái lạc mà hưởng thụ cái vật chất ở trên những chiếc giường, ở trên những cái tấm thảm, những cái nệm hay những cái chiếc gối bằng nhung mà có để gối đầu, có gối tựa hay là gối gác chân. Thì cái hạnh phúc, cái an lạc của vật chất nó không thể nào mà sánh bằng được với cái hạnh phúc an lạc trong các chi thiền. Rồi những cái giường, thí dụ như những cái sự xúc lạc của chư thiên, thì nó không thể nào cả được cái xúc lạc của Phật thiên. Tại vì các cái vị chư thiên thì nó cái xúc lạc nó thấp hơn, mà phạm thiên thì nó cao hơn. Nhưng mà đó, cái trạng thái này là còn nằm trong tam giới, tức là vẫn còn có cái sự khổ đau, vẫn còn có cái đôi lúc cũng còn những cái phiền não, mặc dù là mà cái xúc lạc của chư thiên phạm thiên thì nó nổi trội hơn, nhưng mà đôi lúc cái tâm nó cũng vẫn còn tham muốn, vẫn còn chấp thủ theo những cái xúc lạc của chư thiên hoặc là của phạm thiên, cho nên nó vẫn còn khổ. Đối với các bậc thánh, dù là các bậc thánh hữu học, từ Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, thì các cái vị này đó, cái trạng thái an lạc trong các cái đạo quả thì nó cao quý hơn là các cái trạng thái an lạc ở trong các tân thiền. Vì cái đặc điểm cái an lạc của trong thánh đạo đó là nó diệt trừ những cái phiền não, và các bậc thánh nhân này hoàn toàn không còn rơi vào khổ cảnh. Còn đối với các vị chư thiên, các vị phạm thiên, mặc dù do cái quả của sự tu tập đang an trú giới thiên phạm thiên, đang thọ hưởng xúc lạc của chư thiên, nhưng khi cái quả phước nó hết, biết đâu chừng do cái bất thiện nó trổ sanh, thì các vị này vẫn có thể rơi vào khổ cảnh, hay là hoặc là những cái vị này đang thừa hưởng cái xúc lạc của chư thiên phạm thiên, nhưng mà khi mà cái phước nó hết, tái sanh làm người, có khi là người khổ đau không chừng. Cho nên trạng thái của các vị mà thánh nhân, dù là thánh hữu học đi chăng nữa, nó cũng cao quý hơn là cái xúc lạc của chư phi phạm thiên. Rồi cái cao tột nhất là hạnh phúc đạt đến tứ quả, tứ đạo, tứ quả. Thì cái trạng thái này là cao tột nhất, tại vì tất cả những cái phiền não,
tất cả những cái hạ phần kiết sử cũng như thượng phần kiết sử đã đoạn trừ một cách hoàn toàn, trừ tuyệt tận gốc rễ. Cho nên cái hạnh phúc an lạc của vị thánh vô lậu thì nó cao tột và hoàn toàn chấm dứt các cái phiền não, không còn tái sanh trong cái tâm của vị thánh nhân A La Hán. Cho nên đối với cái sự an lạc cái tâm của vị thánh A La Hán thì nó an tịnh tuyệt đối. Còn đối với các bậc thánh hữu học thì quý vị thấy rằng như trường hợp của ông Cấp Cô Độc, hay là trường hợp của bà Quy Sa Kha, hay là những vị thánh Tu Đà Quờn, nhưng mà đôi lúc trước cái sự khổ đau của thân bằng quyến thuộc, cái trường hợp như bà Quy Sa Kha, khi có một đứa cháu mà bà thương yêu, khi mà nó chết thì bà cũng khóc lóc buồn rầu. Hay là quý vị thấy rằng như ngài Ananda, mặc dù là ngài cũng là một cái vị thánh Tu Đà Quờn, nhưng mà trước cái tin mà Đức Thế Tôn 3 tháng nữa vô dư niết bàn thì ngài A bị chấn động khổ đau thì tùy theo. Nhưng mà các cái vị đó, các vị thánh hữu học dù có chấn động khổ đau đi chăng nữa đó, nó cũng không có khổ đau như cái hạng phàm nhân. Tại vì các ngài mặc dù cái tâm nó cũng còn vướng chút ít phiền não, nhưng mà đều có cái nó cũng đã giải thoát được một phần nào đó. Như bậc Tu Đà Quờn thì đã diệt trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ, Tư Đà Hàm thì giảm nhẹ tham ân ở dạng thô, rồi tư bậc Tư Đà Hàm, A Na Hàm, bậc A Na Hàm thì diệt trừ được cả tham và sân. Cho nên mặc dù là bậc Tu Đà Quờn diệt trừ được, nhưng mà cái tham ái thì nó cũng vẫn còn. Nhưng mà những cái tham ái của người ta là không có phải thô thiển như hạng nhân. Cho nên cái trạng thái an lạc của các bậc thánh nhân thì nó cũng cao hơn ở trong các bậc các cái chi thiền. Do đó mà cái sự cố gắng nỗ lực tu tập để đạt đến cái đạo quả thánh nhân là cái điều mà chúng ta phải cố gắng nỗ lực. Năm. Và thưa tôn giả Gotama, thế nào là giường cao lớn của chư thiên mà tôn giả Gotama được không khó khăn, được chúng không phí sức? Ở đây, này Bà La Môn, ta sống gần một làng hay một thị trấn, buổi sáng ta đắp y, cầm y bát đi vào làng ấy hay vào thị trấn ấy để khất thực. Sau khi ăn xong, trên con đường đi khất thực trở về, ta đi đến góc cuối của ngôi rừng. Ở lại đây, ta lượm vỏ cát chất thành một đống, rồi ta ngồi kiết già lưng thẳng để niệm trước mặt ly dục, ly pháp bất thiện. Ta chứng đạt và an trú sơ thiện, một trạng thái hỷ lạc do dục sanh, có tầm, có tứ, làm cho chỉ tịnh tầm tứ, ta chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tịnh nhất tâm, ly hỷ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Ta chứng đạt và an trú thiền thứ ba, đoạn lạc và đoạn khổ, chấm dứt hỷ ưu, đã cảm thọ trước. Ta chứng và đạt an trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Bà La Môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta đi kinh hành, thời trong lúc ấy
chỗ kinh hành của ta, của chư thiên. Này Bà La Môn, trong khi trạng thái như vậy, nếu ta đứng thời trong lúc ấy, chỗ đứng của ta thuộc chư thiên. Này Bà La Môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta ngồi thời trong lúc chỗ ngồi của ta thuộc chư thiên. Này Bà La Môn, trong trạng thái như vậy, nếu ta nằm thời trong lúc ấy, giường cao và giường lớn của ta thuộc chư thiên. Này Bà La Môn, đây là giường cao giường lớn thuộc chư thiên mà ta không khó khăn, được chúng không có mệt nhọc, được chúng không có phí sức. Thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật hy hữu thay tôn giả Gotama, ai khác ngoài tôn giả Gotama có thể không được giường cao giường lớn chư thiên như vậy được. Chúng không khó khăn được, chúng không có mệt nhọc được, chúng không có phí sức. Thì ở cái đoạn thứ 5 này đó, thì Đức Phật á, khi mà cái tâm của chúng ta an trú trong cái hỷ lạc hay là xả và định, thì bất kỳ trong oai nghi nào, trong khi đi, trong khi ngồi, trong khi nằm, nếu mà chúng ta giữ cái tâm định tĩnh, nội tĩnh nhất tâm, là một cái trạng thái cái tâm hoàn toàn vắng mặt phiền não, thì bất cứ trong cái oai nghi nào cũng có được an lạc, ví như đang ở cõi chư thiên hay là cõi phàm thiên. Cái trạng thái an lạc nó giống như vậy đó. Cho nên là Đức Phật mới so sánh là đạt được những trạng thái giường cao giường lớn của chư thiên hay là của phạm thiên nó còn khó khăn, nhưng mà khi mà cái định tâm nó an trú thì nó được an lạc giống như cái trạng thái thụ hưởng cái xúc lạc của chư thiên phạm thiên. Cho nên đối với các cái an lạc thuộc thế gian, những cái giường cao lớn, những cái chăn nệm bằng lông thú hoặc là da sơn dương, hoặc là bất kỳ một cái loại xúc lạc cao quý nào của thế gian, thì nó không thể sánh bằng cái trạng thái an lạc của các cái chi thiền. Nhưng các trạng thái của an lạc của thiền đó, nó còn kém xa cái trạng thái an lạc trong các cái thần thánh đánh quả. Thì đó là chúng ta thấy rằng đó, những cái an lạc của thế gian, nó mặc dù nó cũng có an lạc, nó hạnh phúc, nhưng mà nó là hạnh phúc và thô, nó thấp thiển, không đáng để chúng ta bám níu. Cái trạng thái an lạc của các chi thiền đó, thì nó cao quý hơn, nhưng nó cũng không thể nào sánh bằng cái trạng thái an lạc của thánh đạo thánh quả. Trong đời sống, chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập, với lời dạy của Đức Phật, chúng ta nên xả bỏ những cái thô thiển của thế gian, để đạt đến cái cao quý. Chỉ có khi nào mà sự nỗ lực tu tập của chúng ta đạt đến thánh đạo thánh quả, thì cái trạng thái đó mới thật sự là một cái trạng thái an lạc hạnh phúc. Còn tất cả những cái xúc lạc của thế gian, của chư thiên, của phạm thiên, thì nó chỉ là tạm thời. Mặc dù nó có sự an lạc hạnh phúc, nhưng nó còn dính mắc trong tam giới, nó còn có thể đưa đến những cái trạng thái khổ đau. Còn đối với các cái trạng thái an lạc của thánh đạo thánh quả thì nó cao quý hơn, và khi mà đạt đến cái trạng thái cao tột của niết bàn, của các bậc thánh A-la-hán, thì cái trạng thái đó gọi là cao tột và thoát ra
những cái phiền não khổ đau của tam giới. Đó mới là cái trạng thái, cái đích cuối cùng để chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập để đạt tới. Thì trong cái câu này còn hai phần, phần thứ và phần thứ bảy, thì chúng ta sẽ tiếp vào ngày mai. Thì thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ, thì xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời quý tu nữ cũng như quý Phật tử cùng có thể thảo luận thêm về cái đề tài cái buổi học ngày hôm nay. Với phước báo này kính cầu chúc chư tôn đức pháp thể khang ngang, cũng kính chúc quý tu nữ cũng như quý Phật tử có được thêm những cái hiểu biết về cái lời dạy của Đức Phật, để chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập, từ bỏ những cái hạnh phúc an lạc của thế gian, của thiền, để đạt đến cái trạng thái an lạc hạnh phúc cao tột của thánh đạo và thánh quả. Cầu mong tất cả quý vị có đầy đủ niềm tin, có đầy đủ sự nỗ lực tinh tấn để thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Cầu mong tất cả quý vị luôn luôn an vui hạnh phúc. Cầu mong tất cả chúng sanh ba giới bốn loại an vui hạnh phúc. Nam mô Bụt Tha Giá. Và bây giờ thì xin mời chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng chia sẻ thảo luận. Nam mô Bụt Tha. Dạ, mô Phật, sa thú lành thay, tỳ kheo Pháp Thanh đã từ bi giảng giải bài học hôm nay. Suy nghĩ ai cũng lãnh hội được bài học hôm nay ha. Niềm vui của Phật Pháp có khác với niềm vui của thế gian. Niềm vui của đạo quả có khác với lại niềm vui của thiền định ha. Cho nên mục đích của mình tu là để đạt đến đạo quả, để giải thoát hết tham sân si, tức là đạt đến trạng thái vô ngã, thoát khỏi tam giới, chứng được niết bàn. Dạ, mô Phật, kính thỉnh, kính thưa tỳ kheo Nguyên Thông, sư có khỏe không? Thỉnh sư cầm mic nha, chia sẻ vài ý về học hôm nay hay là về Phật pháp. Kính thỉnh tỳ kheo ạ. Dạ, kính chúc quý vị thính pháp được an vui. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là tuân lĩnh sư phụ Chánh Tâm, nói vài lời về cái bài hôm nay một chút. Và những cái bậc thiền chứng cũng như là những chứng đắc những cái giường rộng, giường lớn, giường ở chư thiên, tất cả những cái điều đó là do cái công phu tu hành chứ không phải là mua bán mà được. Và con thấy trong cái room này là những cái gương mặt thân thương mà ngày nào cũng có đầy đủ trong room này, cũng như room buổi sáng là Buddha Thăm Má của ngài sư phụ Giác Đẳng. Thì con thấy là cái sự mà tinh tấn tu hành của những cái vị có mặt trong đây là sự tu hành nó vững chắc chứ không phải là ngài được nái. Thì những người mà có tu hành như vậy thì nó có cái tính tâm, tuệ tâm, một cái tinh tấn tâm, thì tất cả những cái đó thì do cái sự quan sát là như vậy thì thấy rõ ràng là như vậy. Nhưng mà những cái pháp học mà chúng ta lắng nghe kinh này thì nó rất có phước, có ích cho chúng ta. Lắng nghe kinh là có phước, mà nghe đọc kinh Pali cũng có phước. Là Pali là một cái ngôn ngữ của chư Phật, mà mình nghe đọc kinh Pali mình không cần hiểu cái nghĩa thì như đó cũng có cái phước báo cho mình. Trong kinh có nói lại 500 vị
500 con dơi mà nghe một vị tỳ kheo tụng kinh ngắn hạ của ngài đó, mà khi mà vị đó đã đắc đạo rồi bỏ đi rồi thì 500 con dơi đã chết, sanh làm thiên, 500 vị thiên vương ở trên trời. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta không hiểu Phật pháp, không biết cái ích lợi của Phật pháp thì chúng ta khó mà có cái sự miệt mài tinh tấn tu hành. Một ngày bỏ ra 2 tiếng buổi sáng, 2 tiếng buổi chiều mà miệt mài như vậy thì trên thế gian này có một cái điều, mình mà bỏ công ra làm một việc thiện thì cái quả thiện, cái quả dị thục nó sẽ đến. Thành ra cái điều mà Nguyên Thông muốn nói là chúng ta phải cái tinh tấn tu hành là cái tuyệt vời, cái trình độ ta phải đức mình ngồi thì mình phải anh nó gọi là nis, tức cái chánh niệm biết hiện tại cái lượng nhất định nào đó. Thường thường Đức Phật giảng dạy là hơi thở chúng ta, khi thở vào biết thở ra, vào khi thở ra đến thở ra. Mà mình ngồi thiền như vậy mà chú tâm hoài, không có chấm dứt, không có, người ta gọi là vô gián định, tức là mình luôn luôn chú tâm như vậy đó, thì mình sẽ đạt được một cái chỗ ta gọi là tiếng Mỹ gọi là one pointedness, tức là đạt được điểm nhất tâm đó. Thì khi đạt được cái điểm nhất tâm thì thường thường mình được chứng lên thì sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của quả sắc giới, rồi mình lên vô cõi vô sắc thì mình sẽ chứng là không vô biên sắc, đi vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Tất cả những cái tầng thiền này Đức Phật đều có dạy trong Trung Bộ Kinh. Thì quý vị sẽ đọc kinh, quý vị sẽ thấy nhiều, thì cứ theo đó mà học. Nhất là cái bài tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là cái bài mà người đó tức là khi thở vào biết thở, tức là cái bài kinh tứ niệm xứ quý vị sẽ phải có một cái quyển kinh của một cái chùa nào mà phải chùa Nguyên Thủy thì mới có. Thì đọc cái kinh tứ niệm xứ đó, thì Đức Phật giảng dạy rằng người nào mà tu tập hoài bài kinh tứ niệm xứ đó thì sẽ chứng quả trong thời gian 7 năm. Nhưng rồi Đức Phật nói là không cần thiết phải 7 năm mà có thể 6 năm chứng quả, 5 năm chứng quả, 4 năm chứng quả, 3 năm, 2 năm, 1 năm, hoặc là 7 tháng, 6 tháng, 5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, nửa tháng, thậm chí 7 ngày có thể chứng đắc một trong hai quả là vô lậu chánh trí, tức là A-la-hán, hoặc là A-na-hàm, tức là đệ tam quả đó. Thành ra nếu mà mình mà nghe giảng dạy, cố gắng trì chí, cố gắng mà tu thiền định, mà đạt được cái nhất tâm, rồi qua đó chúng ta cũng tu thiền, thiền quán, đó tức là học thuộc cái bài kinh tứ niệm xứ, học quần đít bài kinh duy suy ngắm quán cái thân thọ ta, không phải là giờ, không phải là của ta, rồi quán thấy nó bất tịnh, là cơ thể chúng ta là không tắm thì dơ hôi đó, rồi ăn uống vô là phải tiêu tiểu ra đó, thì tất cả những cái điều đó cho chúng ta thấy là chúng ta không có nhàm chán cái thân của chúng ta đó, phải là tập nhàm chán cái thân của chúng ta chứ không phải là nâng niu nó, mà nói là nhàm chán nhưng phải tắm rửa sạch sẽ, nghĩa là khi ngồi thiền cũng phải tắm rửa sạch sẽ. Thì tất cả những cái điều đó thì nó lần lần sẽ đưa chúng ta, nếu trong cái kiếp này mà chúng ta không mà chứng đắc đạo quả thì cái trình độ tu hành của chúng ta thì có thể là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì kiếp sau chúng ta sẽ có những cái trình độ tu hành đó, rồi mình tu tiến thôi lên. Sự thật ra mà nói đó,
Thì trong kinh Phật thì nói là chu tu 7 ngày, là nhanh nhất là 7 ngày mà nhiều nhất là 7 năm. Nhưng mà sự thật ra cái những người mà 7 năm mình không biết kiếp này bao nhiêu người được không biết, và 7 ngày không bao nhiêu người được mình không biết. Nhưng mà hậu thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì có nhiều người mà chỉ nghe Đức Phật nói rồi chứng quả. Thì có nhiều người thì tu hoài thì công chứng. Thì cái vấn đề là có tinh tấn tu hành hay không, một điều. Cái thứ hai là có xả bỏ cái thân kiến. Cái thân kiến là cái mình cho rằng cái thân thể này là mình, là mình. Sự thật ra anh không phải đâu. Bây giờ quý vị nghĩ rằng bây giờ siêu nguyên thông là 81 tuổi rồi, tức là siêu nguyên thông có thể chết sau khi mà bỏ cái ra thì cũng có thể chết. Và nếu không chết bữa nay thì ngày mai, mà không không tuần này thì tuần sau, không tuần sau không tháng sau đó. Thành ra cái điều đó là cái điều nhất định, thì mình phải biết rõ như vậy, cái vô thường nó sẽ đến với chúng ta và hiểu biết như vậy, cho nên phải tinh tấn tu hành đó. Vì vậy cho nên mình tin tưởng những lời mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy cách đây 2563 năm, đến bây giờ mà mình vẫn còn Tam Tạng kinh điển nó còn y nguyên như vậy, thì là chúng ta là người rất may mắn. Cùng mà khi may mắn như vậy thì chúng ta phải tinh tấn tu hành. Và vì Ngương Thâm sẽ kể chuyện là những người hai người đàn bà mà nổi tiếng ở hồi xưa, thời Đức Phật Ca Mâu Ni, là cái bà Samapati, là cái bà người đó là con gái của một ông thiên hộ giàu có, rồi sau gia đình ông đó suy sụp rồi cả tôi tớ trong gia đình của ông ta chết hết, chỉ còn ông ta và vợ ông ta và cô gái tên là Sama. Rồi sau khi ông đi thăm cái người mà bạn của ông ta là Gosaka đó, rồi khi mà chưa đến, rồi đi vô sinh ăn rồi rồi gặp con người đó, ông ta là tá, là ông ta là cái người mà cho thức ăn đó. Rồi ngày đầu thì lấy 3 phần, tức là 3 người. Ngày thứ hai thì cha chết còn là 2 người, ngày thứ hai thì còn 2 người, ngày thứ ba là 1 người. Rồi ông kia mới mỉm cười thân rồi hả, nói kinh. Rồi còn cái cô ta có nói là ông đừng nghĩ tôi lấy về cho tôi ăn, bởi vì ngày đầu thì gia đình có 3 người đó, rồi cái cha tôi chết, rồi ngày thứ nhì là còn 2 người là mẹ tôi, mà bữa nay là ngày hôm qua mẹ tôi chết, bây giờ còn mình tôi. Rồi ông kể, cô đã kể chuyện cái lý lịch của cô ta. Rồi ông đây ông thương rớt nước mắt, ông nhận làm con. Rồi sau đó thì cái ông Gosaka thì ông cũng thấy con nhỏ này mà nó thông minh, bởi vì cái chỗ mà phát phần ăn đó thì nó ồn ào. Nhưng mà sau thì cái ông cô này cũng nói sao ba không làm cái hàng rào đi vô và hàng rào đi ra thì nó yên đấy, yên ra yên. Thì lúc đó thì cái chỗ ăn uống đó mới là chỗ mà xin ăn đó, chỗ mà phát phần ăn đó, nó là yên lặng, thì người ta khen. Cho nên là cái vá tý là cái hàng rào, cho nên là cái cô bé là một đứa đen, một đứa con đen, da đen, không phải da đen mà nó hơi đen, nó gọi là ô nhi, cho nên là Samavati là cái tên của cô ta đó. Là cô đó nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy rồi cô ta chứng sơ quả. Rồi có lúc lúc đó, đó thì cái ông bà mà Markandiya là ông bà là có trên đời này có nhiều người cha mẹ với lại con cái cùng một tên nè. Thì ông bà Markandiya đẻ đứa con cũng tên tên Markandiya, mà cô này là một người tuyệt sắc. Thì ông này ông thấy là con gái của ông đó, mà người bình thường nó không có ai xứng đáng với ông đó. Rồi ông khi mà gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì trong ông thấy cái người này mà tướng hảo quang minh, mà đẹp trai, mà cái dáng người nó có cái phần cái trang nghiêm mà đẹp. Cho nên ông nói ông rồi ông nói ông gặp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nó sư 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 đứng đây rồi, tôi có con gái đẹp lắm, tôi sẽ gả không cho cho sư, sư sư chờ tôi. Thì ông về nhà ông kêu bà vợ rồi bà trang điểm cho con gái, rồi dẫn gái rồi đến đến
đến khi mà vợ đến thì Đức Phật đi đâu không thấy, mà ông kia ông ngó là ông thấy có cái bàn chân, cái dấu chân của Đức Phật để đó. Thì cái dấu chân của một đứng toàn giác khi mà để lại thì không ai có thể làm nó bị mờ được. Thì ông nói nó để lại dấu chân này, thì cái bà vợ đó, cái bà mà biết về về cái tướng xấu, cho nên bà coi cái dấu chân này là nói: ông à, ông thất bại rồi, cái người mà có cái dấu chân này đó thì không còn là cái người phàm nhân nữa, người này là rất thanh tịnh. Cái ông nói ông được bà được đứng bảy, cái ông ngó qua ngó lại cũng thấy Đức Phật Thích Ca đi, người rể tôi đây đây kìa nè, thì dẫn ba người đến. Thì cái ông nói là này này ông sư, tôi dẫn con gái tôi đến đây rồi, rồi tôi sẽ gả không cho cho ông đó. Thì Đức Phật không có nói là tôi nhận hay không nhận. Rồi Đức Phật nói là này ông bà La Môn, này ông bà, hay ông bà La Môn, tôi sẽ kể ông nghe câu chuyện. Sở dĩ có chuyện này là vì nhiệm vụ của chư Phật, cái thưa chư vị, là mỗi ngày ngài quan sát thế gian này, coi cái người nào mà đủ cái parami đến nơi thật cũng có duyên. Thì Đức Phật quan sát thấy hai người này có cái duyên đắc A-na-hàm, cho nên Đức Phật kể chuyện ngài tu hành. Ngài tu hành rồi cái ngài đắc đạo, rồi khi mà trước khi ngài đắc đạo đó thì có một cái con ma dương nó đến, nó phá ngài, nó phá ngài không được, rồi nó sai ba đứa con gái của nó là mấy con nhỏ tuyệt sắc, rồi làm cho ghẹo của ngài, mà ngài cũng không có xúc động. Thì lúc đó thì cái ổng cũng là đòi gả nữa. Ổng nói là trong quá khứ thì ổng đã cũng đó làm vua rồi, ổng đã bỏ ngai vàng rồi, còn gặp có nhiều người mà trêu qua ghẹo nghiệp cho ổng, thì ổng cũng ngài cũng không có còn để ý đến nữa. Rồi bây giờ mà gặp cái người này mà Đức Phật làm trong bài thơ nói rằng phẫn tiểu đầy người đó, thì cô này nghe đó, nghe là câu mà phẫn tiểu đầy người đó, thì cô nói ta đẹp như thế này, giàu sang như thế này, mà ông sư đó dám nói ta là phẫn tiểu đầy người, thì khi mà ta được làm mẫu nghi thiên hạ thì ta sẽ cho ông này biết tay. Thì lúc mà Đức Phật giảng giải như vậy thì vợ chồng ông Magandhija này đắc A-na-hàm. Sau khi đắc A-na-hàm rồi thì hai ông bà này muốn xin sư Đức Phật thích xuất gia, cho nên bèn giao lại cô Magandhija này cho người chú của cô đó, cũng là Magandhija, gọi là Chu Lá Magandhija. Thì ông Chu Lá Magandhija này đó, ông mới nói rằng là ta con gái, ta đứa cháu của ta không có gả cho người bình thường được, ta sẽ tìm cái người mà có gia giới mới gả được, mới là trang điểm cho cô này rồi đem dâng cho ông vua Udena. Mà vua cho dân Udena, thì lúc đó dân vua Udena sau đó thì đã chọn Samavati là chánh hậu. Rồi kế đó có một người đó là một cô đó gọi là thứ hậu, mà cô này là con của ông vua, mà công vua mà ông vua này muốn học thì là điều khiển voi. Đó, muốn học cái nghề điều khiển voi, cho nên là bắt ông vua Udena nghe quận thần nói ông vua Udena có cái nghề điều khiển voi cho ông ta, ông đánh vua này, rồi ông ta lập kế rồi ông ta phục kích trong cái vụ phong phục kích này, rồi cũng có chịu ly kỳ là ông này ông làm một con voi bằng gỗ. Rồi trong đó nó có máy móc rồi chạy. Thì khi mà con voi mà người ta cởi con voi ba bằng gỗ này đó, rồi ông vua Udena ông rượt không kịp, rồi ông ta mấy là niệm chú, gãi đàn niệm chú, nhưng con voi bằng gỗ nó đâu có quay trở lại, bởi vì ông ta có cái thuật niệm chú, mà phải thuật niệm chú mà đối với voi thiệt, còn là voi giả thì nó không trở lại.
ông ta mới bỏ voi, ông ta lấy dùng ngựa rượt theo, rượt theo đi đến chỗ mà phục kích cho ông Bắc Udena. Vì vậy cho nên ông vua Udena có ba người vợ là như vậy. Nhưng mà sau ba người vợ này đó, thì là cái bà Magandhija này bà có kết quan trái với Đức Phật, kết quan trái với Đức Phật, cho nên bà gửi Đức Phật. Thì muốn gửi Phật, ngài A Nan mới nói xưa Đức Phật, thưa Thế Tôn, người ta chửi mình hay mình đi chỗ khác? Đức Phật nó đi chỗ khác rồi người ta chửi nó thì sao? Thì Đức ngài A Nan nó là tới đi chỗ khác nữa. Đức Phật nói không phải là như vậy, mình phải giải quyết ở đây. Nhưng mà thường thường đó thì không ai có thể chửi Đức Phật quá 7 ngày. Thì quả nhiên qua 7 ngày thì hết. Sau đó bà này mới quay ra, bởi vì Samavati là đệ tử của ngài, là đã chứng đã chứng Tu Đà Hoàng rồi. Cái cô này mới là khi mà ông vua Udena đi đi hành quân thì cái cô này mới là nhờ cái chậu chú của cổ là Chula Mangadija lấy cái vải rồi quấn nhúng dầu rồi quấn mấy cái cây cột của cái hoàng cung của cô Samavati rồi đốt cháy cô ta, rồi ông vua Udena về thì là cái sự việc như vậy. Nhưng mà không dám hỏi thì hỏi sẽ nói chối, cho nên ông lập kế ra, ông nói bây giờ mà Samavati chết rồi thì ông vui vẻ lắm, là tại vì ông sợ Samavati giết ông, cho nên không biết cái người nào mà thương ông biết ông thì đã giúp ông. Thì lúc đó Magandhija mới là nói là ngoài tôi thì đâu có ai làm. Thì ông nói vậy vậy thì phải ghi tất cả những người đó ra đem vào đây để được lãnh thưởng. Thì khi mà đem vô đó thì ông vua bắt bắt hết, rồi đào lỗ chôn, rồi cho máy cài, cho cài qua. Còn Magandhija thì bị ông vua ông cho lắc lẻo thịt, rồi chiên bắt ta ăn. Cái Nguyên Thông Độ nói cái chuyện này đó để cho chư vị nghe, để biết rằng cái nhân quả là cái người nào mà siêng năng tu hành, siêng năng tu hành thì giàu cho Samavati và 500 người thế nữ đó đó bị chết, nhưng mà tất cả những người đó đều là chứng quả hết. Ít nhất chừng 5-10 người đó thì chứng sơ quả tức là Tu Đà Hoàng, còn đa số chứng nhị quả và tam quả A-na-hàm. Đó là người ta đều là chứng thánh cả. Rồi ta hãy khi mà chứng thánh quả rồi thì kiếp này kiếp sau sẽ lên lên A-la-hán để giải thoát. Còn cái người mà ác độc như bà Magandhija thì sẽ bị quả báo như vậy. Thì cái bài này đó Nghiêm Thông kể ra để cho chư vị biết là Đức Phật Thích Ca đã thuyết lại cái sự việc đã xảy ra. Và chúng ta đọc, vì chúng ta đọc chúng ta thấy rằng người nào mà siêng năng mạnh thì là con đường sống, còn người mà là giải đãi là con đường chết. Cho nên cái bài này nó từ trong bài kinh đó nó mà ra. Vì vậy cho nên Nguyên Thông rất lấy làm hạnh phúc khi thấy là tuệ duyên ông ba bà ông năm bà Nam Châu Nguyễn Nguyên Hương Diệu Đạt Thừa Mẫn Diệu Pháp Thi Lâm Huệ Ngọc Buông Bỏ đa số có mặt trong lúc này thì không kiếp này thì kiếp sau đều là chứng quả hay chứng bậc thiền, rồi chúng ta sẽ lần lần tiến đến giải thoát sinh tử luân hồi. Nếu không kiếp này thì vẫn kiếp về sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa xin sư phụ Thanh Tâm, con đã trình bày một ít điều mà con đã học tập được trong khi mà tu học, kể lại để cho chúng ta tán thán những người mà có mặt trong này siêng năng tu, và chúng ta sẽ noi theo những người trước để mà tinh tấn tu hành, để mong chúng đắc niết bàn trong kiếp này hoặc là những kiếp kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư phụ, con trao mai cho sư phụ và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ cầm mai. Dạ, mô Phật, sa thú lành thay. Dạ, thay mặt lớp học thành kính tri ân sư Pháp Thanh và
tỳ kheo Nguyên Thông rất nhiều, rất nhiều. Thì kính thưa quý vị, bây giờ là 10:33. Bây giờ kính mời quý vị ngồi tĩnh tâm 5 phút nha. Tĩnh tâm. Tĩnh tâm mình chánh niệm tỉnh giác đó, để thấy thấy thân, thấy tâm và thấy nghiệp, nghiệp thân, nghiệp nghiệp của thân, của tâm. Rồi mình sẽ giác ngộ ha. Giác ngộ cái thứ nhất là khổ đó, khổ. Phiền não, tham sân si là khổ. Thân và đau bệnh, đau tê nhức mỏi, khổ, già bệnh chết, khổ. Rồi giác ngộ cái nguyên nhân của khổ. Cái thứ ba là hết khổ, tức là diệt hết cái khổ thì được an vui, niết bàn. Rồi mời quý vị trở về với cái hiện tại. Hiện tại đó là thấy cái thân mình ở trong tư thế nào, ngồi biết nó đang ngồi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, thấy cái thân. Rồi thư giãn, thấy cái thân mình nó phải hít thở. Lúc đầu hành giả có thể niệm hít, nói hít thở, nói thở, hít vào thấy bụng phồng phồng, thở ra thấy nó sợp sợp, hít thở thấy thân nó chuyển động, nó vô thường. Đó là gió. Thở thư giãn. Rồi tiếp theo là chánh niệm. Hành giả chỉ đơn thuần thấy biết từng hơi thở, thấy vô thường sanh diệt trong từng hơi thở, thấy thân tâm là vô ngã. Vô ngã, các pháp tùy duyên mà sanh, các pháp tùy duyên mà diệt.